Tớ nghĩ là tớ vượt quãng đường hơn 2.000 km đến đây bởi vì là tớ đã đủ can đảm để đứng trước mặt cậu với phiên bản hoàn hảo nhất của tớ rồi. Cảm ơn cậu. Lời đầu tiên mình xin được gửi lời chào đến khán giả của chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Nguyễn Tiến Quang và hiện tại mình đang làm diễn viên tại Hà Nội. Mình sinh năm 2000. Cơ duyên mà mình biết đến bạn nữ đó là chính là mình xem TikTok của bạn đó rất là nhiều. Đó chính là clip nói về tình yêu. Là khi mà bạn trai này yêu bạn nữ rất là lâu rồi, nhưng mà bạn nữ không muốn công khai. Và khi mà bạn nữ công khai khi mà bạn nữ không muốn công khai thì bạn nữ hay rất hay mắng bạn nam, bởi vì là bạn nam hay kiểu kiểm soát cũng như là kiểu muốn mình có một cái danh phận gì đó, nhưng mà bạn nữ lại không cho. Nên là khi mà bạn nữ lại nghĩ là bạn nam yêu bạn nữ rồi thì cũng không cần nhất thiết phải công khai là gì cả, và luôn cho cái điều rằng là mình luôn đúng và bạn nam luôn luôn yêu mình. Nhưng mà khi rồi một ngày bạn nam bỏ đi thì bắt đầu là bạn ấy mới nhận ra rằng là trên thế giới này không có cái gì là đương nhiên cả. Tớ nghĩ là tớ vượt quãng đường hơn 2.000 km đến đây bởi vì là tớ đã đủ can đảm để đứng trước mặt cậu với phiên bản hoàn hảo nhất của tớ rồi. Cảm ơn cậu.
Em giới thiệu về mình đến với quý vị khán giả cùng với 8 bạn nữ ở đây và chị nha. Lần đầu tiên em xin được gửi lời chào đến 8 bạn nữ đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tiến Quang và hiện tại em đang là giáo viên cũng như mẫu hành tại Hà Nội. Mọi người có thể gọi em về cái tên thân thuộc hơn là Kai. Chào mọi người. Rồi bây giờ ở đây nè, ở đây em có nhiều người quen ở đây không? Ở đây em có quen chị Trang, chị... chị Trang thì... thân quen quá rồi hai em ha. Zumi, Zumi. Zumi à. Zumi. Zumi ơi. Zumi ơi kìa. Ôi, ngọt quá à. Bạn còn nhớ mình không? Bạn còn nhớ mình không? Nhớ có, vừa nhận rồi. Nhớ. Mình có từ lúc đầu mà clip của bạn xuất hiện là mình đã nhận ra Quang luôn rồi. Khoảng bao lâu rồi mình không gặp nhau nhỉ? Lần cuối mình ngồi cà phê với nhau chắc là gần 2 năm rồi ha. 2 năm là sai nhá. Vậy là ở đây em quen với Zumi nè. Dạ. Với Ánh Ngọc nè, đúng không? À. Vậy thì có phải ngày hôm nay bạn Tiến Quang đến đây vì một trong hai cô gái này hay không ha? Hay là đến đây vì một cô gái nào đó? Wow, tuyệt vời!